Okay. Bây giờ như thế này, con thứ nhất là you confess to sin, nói lại Chúa. Con là người có tội. Con là người có tội. Tối hôm nay, con xưng nhận Chúa. Con xin nhận Chúa. Làm chủ cuộc đời con. Làm chủ cuộc đời con. Và xin Chúa tha tội con. Xin Chúa tha tội con. Từ hôm nay trở đi, con sẽ thuộc về Chúa. Trong danh Chúa Jesus Christ. Jesus Christ. Amen. Bây giờ anh bóp tay cho thầy là sơn. Trong danh Chúa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, ta làm bắp tem cho sơn to hôm nay. You're a new person, right? All right.